Nếu trong cuộc sống hay công việc có điều gì căng thẳng thì chỉ cần đi ngắm hoàng hôn đủ 7 lần trong một tuần thì mọi thứ sẽ tiêu tan hết. Em muốn ngắm hoàng hôn cùng em. Một buổi tối nào đấy, khi trở về nhà, được nhìn thấy em đứng ở cửa và mỉm cười. Đứng trong hay đứng ngoài? Trong. Cái Mai vừa mới bị đánh, bị gãy tay. Tôi lo quá, cho nên mới nhờ cậu giúp đấy. Tôi nghe đây. Anh gọi em ạ. Ừ. Đối tượng đã bắt đầu mạnh tay với gia đình nhà ông Nghị. Vụ tai nạn của cô Mai được xác định là có chủ đích. Có lẽ vì thế mà Hoa cố tình tiếp cận tay Khôi ở ba. Đôi bên cãi cọ gì đó căng thẳng lắm. Dường như liên quan đến bà Diễm. Sau đó Hoa rời đi, còn Khôi thì uống đến say. Có lẽ cô ấy đã dùng chuyện ngoại tình để dồn ép hắn ta. Như vậy thực sự rất nguy hiểm. Giai đoạn này cần thiết thường trực 24/24. Vâng, mấy hôm vừa rồi thiếu hụt lực lượng vì còn chia ra mấy chuyên án. Kể từ ngày mai, ta có đủ người theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi, ít nhất cũng hạn chế được hành động của hắn trong thời gian chạy đua tìm chứng cứ. Tôi biết rồi, thế nhá. Vâng. Cháu đang đi dạo một lát rồi cháu về luôn ạ. Cháu chờ ông. Hôm qua cái Hoa nó không về hả bố? Con gái anh sao anh lại hỏi tôi? Bố con vẫn chưa nói chuyện được với nhau. Hôm qua ở viện, lúc con về phòng, cái Hoa nó lại rời đi. Hôm trước, cái Hoa nó qua nhà thằng Tùng chơi, vô tình gặp Nhung. Có lẽ nó ghép nối những cái mảnh quá khứ hiện tại và cho rằng bọn con phải qua lại gặp gỡ nhau. Chả trách được. Nhất ngộ, tái ngộ, đã sai lại càng.